Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đời Vẫn Đẹp Sao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ thứ bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng trên HTV7. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tiếng hát mãi xanh mùa giải 2012 vừa đã khép lại vào đêm thứ sáu 20 tháng 4 năm 2012 vừa qua. Và những dư vị ngọt ngào của cuộc thi này có lẽ là vẫn còn động lại trong lòng khá nhiều công chúng yêu âm nhạc. Trong chương trình Đời Vẫn Đẹp Sao của chúng ta liên tục hai số tới đây cũng sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn về những nhân vật đã trở nên rất là quen thuộc với đông đảo khán thính giả trong suốt thời gian mà tiếng hát mãi xanh lên sóng truyền hình. Và trước mắt là trong số này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba gương mặt đã từng đoạt giải nhất bảng của cuộc thi tiếng hát mãi xanh 2012. Đó là bác Dương Văn Vá, giải nhất bảng A, chị Trần Thị Thu Thủy, giải nhất bảng B, anh Thái Thanh Hiệp là giải nhất bảng C, kim với giải nhất chung cuộc của tiếng hát mãi xanh 2012. Thưa quý vị và các bạn, có một cái cách thức để giới thiệu những gương mặt đặc biệt này hiệu quả hơn cả lời nói. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn phim ngắn sau đây. Thí sinh Dương Văn Vá chính là thí sinh giành được chiếc vé đầu tiên. Thí sinh Trần Thị Thu Thủy mã số 05 sẽ là người giành được tấm vé thứ nhì. Chúc mừng thí sinh Thái Thanh Hiệp mã số bình chọn 07 đã giành được tấm vé thứ ba. Được chúc mừng thí sinh mang mã số 01 Dương Văn Vá. Ông đã đoạt được giải thưởng do báo chí bình chọn với tiêu chí là có tác động tích cực ảnh hưởng đến cộng đồng. Có thể nói rằng niềm vui đang tràn ngập niềm vui. Vâng, với những chiếc áo rất dễ thương, in câu chữ là ông ngoại ơi cố lên.
các cổ động viên của thí sinh Dương Văn Bá đã giành được giải thưởng dành cho cổ động viên nhiệt tình nhất của vòng chung kết. Xin được chúc mừng thí sinh mang mã số 07 Thái Thanh Hiệp. Xin chúc mừng thí sinh Thái Thanh Hiệp. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng tôi thấy đã những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn trào. Xin được một lần nữa chúc mừng Thái Thanh Hiệp. Đã qua khỏi cuộc thi rồi thì bây giờ cảm xúc của mọi người như thế nào ạ? Qua khỏi cuộc thi rồi thì cảm xúc của mọi người cũng như riêng cá nhân tôi thấy thoải mái. Tinh thần hưng phấn, vui vẻ lắm. Dạ. Làm cho tôi nó có cái sức bật ở cái tuổi tôi mà cảm thấy sau khi cuộc thi này về tôi thấy nó khỏe khoắn về mặt tư tưởng, tâm hồn và công việc làm. Dạ, còn chị Thúy ạ? Sau cuộc thi này tôi thấy như là mình được chấp cánh ước mơ âm nhạc của mình hơn tới. Sau thời gian thời trẻ nó bị làm bị mai một đi. Dạ. Và cái niềm vui vẻ và cũng như là vinh quang và hân hoan rất là nhiều. Còn Hiệp nữa thì cái cảm giác của Hiệp khi mà nhận được cái giải nhất chung cuộc, cảm giác đó lúc đó như thế nào? Thấy Hiệp gần như là muốn khóc tới nơi á, phải không? Dạ, cái cảm giác đó rất là hạnh phúc. Thật sự rất là hạnh phúc. Mình muốn trào nước mắt ra để mà đón nhận cái sự hạnh phúc đó, là cái tình cảm quý mến khán giả dành cho mình. Thực sự em không ngờ đến cái mức độ nhiều đến như vậy. Thật sự rất là bất ngờ và hạnh phúc và rất là vui. Dạ. Bữa nay thì đã kịp đáp xuống đất chưa? Dạ, cũng kịp đáp rồi, vẫn còn lân lân chút xíu. Như vậy thì cái giải nhất chung cuộc này nó đã có tác động như thế nào đối với gia đình của Hiệp, rồi bạn bè, rồi kể cả đồng nghiệp của Hiệp ở trong phòng công chứng nữa? Dạ, ở nhà thì ba mẹ rất là vui rồi, các anh chị cũng mừng lắm, chúc mừng. Dạ, sếp Hiệp là người gọi điện đầu tiên để chúc mừng cái thành quả mình đạt được. Còn các bạn bè đồng nghiệp thì nhắn tin liên tục để chúc mừng. Thưa quý vị, ngoài cái giải thưởng chính thức là giải nhất bảng A ra thì bác Vá còn thêm được quá chừng là nhiều giải thưởng luôn. Nào là thí sinh được yêu thích nhất của đêm 1 nè, đêm 2 nè, rồi giải thưởng do báo chí bình chọn nè, rồi giải cổ động viên dành cho gia đình của bác Vá nữa. Như vậy chắc là giờ này gia đình bác Vá là đang vui như Tết luôn hả bác? Vâng, rất vui. Sau khi cá nhân được những phần thưởng của báo chí, rồi nói chung là các phần thưởng mà đã dành cho tôi rành phần thưởng rất nhiều. Thành gia đình, vợ con cháu chắc, kể cả những người thân trong xóm cũng rất là vui với một cái sức mật là bà con lại hỏi thăm. Yeah. Chúc mừng rất nhiều. Thế còn đối với gia đình của chị Thủy à, mọi người đã tạo điều kiện cho chị như thế nào? Ba mẹ thì của Thủy thì đón hai cháu cố và hai cháu ngoại về để mà giúp sức để chăm lo các cháu, để mà Thủy có điều kiện để nghỉ ngơi và tập giờ cái chương trình. Có nghĩa là những cái vất vả của bà ngoại Thu Thủy ở vòng ngoài gần như là vô vòng trong là đã khỏe đi rồi, phải không ạ? Dạ, và cho tới ngày hôm nay thì có thể nói rằng là mỗi người đều đã là người nổi tiếng hết rồi. Thì cái cảm giác này đến với mỗi người của mình như thế nào ạ? Cái nó cảm thấy như thế nào hả chị Thủy? Chị đi ra đường đã có nhiều người nhận ra chị chưa? Cái nơi mà Thủy sinh sống thì cái đó là cái điều đương nhiên rồi. Đi chợ, ví dụ như bình thường đi chợ 20 phút đi, bây giờ phải đứng ghé từ trạm để hỏi thăm thì cảm ơn thì cũng nhiều người nữa, 20 phút nữa. Và những nơi nó xa hơn nhà Thủy, qua những cái khu phố mà nó cũng lạ thì mọi người thực ra cũng nhận ra Thủy. Cảm giác như thế nào? Rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Bác Vá, Quỳnh Hương có nhớ là cái hồi mà con đi vô, con quay đồng hành ở nhà bác đó, là lúc đó mới có chưa là sau bán kết 2 thôi, bác đã nói bây giờ bác thành người nổi tiếng của khu bác rồi. Bây giờ thì bác đã thành người nổi tiếng của quận bác chưa? Cái đêm nhận phần thưởng á thì bạn bè gần xa, bà con lối xóm cũng như các lãnh đạo ở quận cũng biết mình rồi, thì có gọi điện chúc mừng, điều đó điều hạnh phúc nhất của mình. Điểm thứ hai thì vì cái chỗ mà sau khi mà mình đã có một cái ấn tượng tốt trong lòng mọi người lối xóm, thì từ mình từ lại chỉnh trang một chút, thậm chí nó đùa cho nhiều khi đi tập thể dục về mặc đồ thể dục mà chạy qua bên xóm để mua ly cà phê,
mình cũng ngại ngại, mình định mặc vô cho nó chỉnh tề. Tự nhiên là bây giờ phải gọi là thận trọng gấp đôi để không thôi mất hình tượng. Từ lời ăn tiếng nói rồi. Dạ vâng. Còn Hiệp, Quỳnh Hương thì rất là thắc mắc là không biết là cái số lượng gọi là khách hàng đến công chứng ở chỗ Hiệp có bị tăng đột biến không? Bình thường thì trước em thi thì nó vẫn ở một mức bình thường. Sau khi thì bắt đầu cuộc thi thì mọi người biết đến nhiều thì số lượng thư ký chuyển hồ sơ vô rất là nhiều, là vì là theo cầu khách là chuyển vô cái phòng anh công chứng viên mà thi tiếng hát mãi xanh đó. Bây giờ quả thật là cuộc sống đã rất là náo nhiệt rồi ha, rất là tưng bừng. Và thưa quý vị, những chia sẻ này nãy giờ có thể là gây một chút xíu khó hiểu với những ai chưa đi theo cuộc thi tiếng hát mãi xanh qua từng đêm. Vậy thì bây giờ Quỳnh Hương xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với cái phần giới thiệu về hoàn cảnh của mỗi thí sinh mà Quỳnh Hương xin được trích lại từ cái phần giới thiệu của đêm thi đầu tiên vòng chung kết tiếng hát mãi xanh 2012 quý vị và các bạn nhé. Anh sẽ về làm thơ tình ai. Chú Dương Văn Vá năm nay 68 tuổi, hiện đang sống tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên trong một gia đình nông dân ở Huế, lúc trẻ chú Vá không theo nghiệp ca hát được vì không có điều kiện về kinh tế. Hồi đó gia đình nghèo lắm nên chỉ dám ở nhà phụ gia đình gói bánh chưng và đem ra chợ bán. Nhưng mà hễ hàng xóm làng xã có công chuyện hay có văn nghệ gì là chú xung phong tham gia ngay. Mà mọi người trong làng cũng đều biết anh Sáu Vá hát hay nên có dịp lại mời đi hát. Hiện nay chú Dương Văn Vá đang sống trong một đại gia đình đề huề với bà xã, hai con gái, hai con trai, bốn cháu ngoại và một cháu nội. Nhà không dư giả gì nhưng mà đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. Chú còn là chủ tịch hội người cao tuổi của phường chú nữa. Còn hai đứa chúng ta mà thôi. Âu ơi, dầu cầu giang đông này cầu tre lắc lẻo. Chị Trần Thị Thu Thủy năm nay 56 tuổi, hiện đang sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây chị là giáo viên, hiện đang vui vẻ làm một bà nội trợ chăm sóc cho các con. Chị có 4 con, 3 gái, 1 trai, hiện hai cô con gái đầu đã có gia đình. Đúng ra là chị đã đăng ký dự thi từ mùa giải năm ngoái lận, nhưng vì mẹ chị bệnh cho nên đành bỏ dở. Năm nay thì hai con gái lập gia đình cách nhau mấy năm lại mang thai một lúc. Chị định năm nay là nhịn thi một lần nữa để chăm lo cho hai con rồi chứ. Nhưng mà hai cô bầu lại là người nhiệt tình cổ động má đi thi nhất. Ôm bụng bầu to đưa má tới đăng ký dự thi. Hôm chị vào tới bán kết là một cô vừa sinh nằm bệnh viện, một cô chuyển dạ. Giờ vô tới vòng chung kết, bà ngoại Thu Thủy khá là vất vả. Vừa ru cháu vừa tranh thủ luyện giọng cho các đêm chung kết. Chưa biết nhà má. Hỡi em yêu, xin em đừng chờ chiếc hôm kia mong em từng giờ. Anh Thái Thanh Hiệp năm nay 36 tuổi, đang sống với ba mẹ tại quận Bình Thạnh. Hiện anh là một công chứng viên làm việc tại phòng công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hồi sinh viên anh Hiệp từng tham gia hát ở các phòng trà cho thỏa đam mê âm nhạc, nhưng đến khi anh tốt nghiệp đại học, ba mẹ anh lại không cho theo nghề hát mà muốn anh làm việc đúng ngành luật đã học. Chị anh sống ở nước ngoài, biết và thích cuộc thi tiếng hát mãi xanh này nên động viên anh Hiệp đăng ký dự thi. Vừa làm công việc vừa phải theo cuộc thi, với anh là một điều cực khổ nhưng vui sướng. Tuy phải xin phép cơ quan cho linh động thời gian để kịp chạy theo những lịch hoạt động tất bật của các thí sinh vòng chung kết tiếng hát mãi xanh 2012. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, tuy vậy vẫn có một cái sự trùng hợp khá là ngẫu nhiên đầy thú vị, đó là mỗi một gương mặt Nhật Bản có mặt tại đêm chung kết cuối cùng của tiếng hát mãi xanh 2012 đều là những cái gương mà là mê âm nhạc cháy bỏng, nhưng mà vì hoàn cảnh cuộc sống, vì một lý do nào đó mà thời trẻ hơn, họ đều nhẫn cái lòng đam mê cháy bỏng âm nhạc đó trong lòng và chỉ có thể bộc lộ qua tiếng hát mãi xanh khi tuổi đời không còn trẻ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với thời tôi tuổi đôi mươi của các nhân vật để cùng hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ thời trẻ quý vị nhé. Bác Vá ơi, cái chặng mà bác Vá 18-20 tuổi thì thời điểm đó bác Vá làm công việc gì và đang sống ở đâu? Cái thời điểm 18-20 tuổi thì đang ở nhà phụ việc nhà với mẹ, đồng thời làm nhà in ảnh. Lúc đó đã kịp có vợ chưa? Chưa. Và thời điểm đó thì mọi người đã biết là bác Vá hát hay chưa?
Thời điểm đó thì nói chung ở trong trường hồi đó học hàm nghi Huế, xong rồi ở làng, ở dưới đình làng ở xa cạnh thành phố Huế vào khoảng 8 cây, chưa biết. Mỗi khi mà có cái đoàn văn nghệ nào ở trên hồi đó là thông tin thì có ra hát. Nhưng mà nếu như mà cái thời điểm không phải ai cũng hát nhiều như bây giờ, thì phát hiện ra một người hát hay như là anh Dương Văn Vá như vậy, người ta không có xui anh đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp à? Có, thời điểm cũng có bạn bè, cũng có những người thân gọi thôi đi lên thi ca sĩ ở đảo Thanh Huế. Nhưng cũng có lên hát, hát xong được chừng bò, bởi vì mình thấy ra ở nhà thấy mẹ cứ mang quá. Rồi đi học còn thiếu lên thiếu xuống là nó thấy nó sao sao đó. Cái bỏ luôn, bỏ hẳn luôn. Không lúc nào bác Vá cảm thấy hối tiếc vì mình đã không sống được hết với cái đam mê của mình không? Có. Có những lúc mà khi mà thấy mà có những người cũng biết hát, cũng hồi đó họ cũng minh bài cho họ hát nữa, nhưng bây giờ họ trở thành vô học giỏi và hát hay nữa, mà vì có điều kiện về kinh tế. Họ học lên lớp cao hơn nữa, trong lúc mình ngang cái chỗ là trung học để nhất cấp đó thì bắt đầu là đi bươn chải để lo cuộc sống gia đình. Lúc mà Thủy thi tốt nghiệp phổ thông vừa xong thì cái niềm đam mê âm nhạc của mình vẫn còn nó ấp ủ trong lòng, vì thế mà đưa thi vào đoàn ca múa nhạc Ông Sa và cũng đậu vào một thành viên, là một thí sinh chính thức của đoàn Ông Sa. Còn từ 2 năm thì gian dở về việc lập gia đình, cho nên gián đoạn từ đó. Rất là tiếc. Và tiếp đến thì Thủy cũng thi vào ngành sư phạm và ra đi dạy. Nhưng trong ở một cái thời điểm ngành nghề nào cũng vậy, cũng phát huy cái âm nhạc của mình. Trong cái ngành giáo dục thì ở trong cái đội ngũ giáo viên thì mỗi lần như 20 tháng 11 hoặc là 8 tháng 3 cũng hướng dẫn cho các giáo viên trong trường và là học sinh nói về ca hát, múa này là Thủy chủ đạo hết. Quỳnh Hương được biết là chị cũng đã theo học đàn tranh và violon tại nhạc viện. Điều đó cũng đã thực hiện ở một cái chặng tuổi chị còn trẻ hay như thế nào? Bắt đầu tôi khoảng 48. 48 thì cái niềm đam mê âm nhạc của Thủy thì lúc nào nó cũng nó như là cái dòng máu nó hòa nhịp vô cái máu của Thủy. Vì thế nên Thủy cứ 3 năm 7 thì vào cô văn hóa lao động học khiêu vũ. 26 thì vào nhạc viện học đàn tranh. Và đàn tranh được 1 năm thì Thủy đã chuyển vào học violon. Khoảng lúc 20 tuổi thì Hiệp đang học tại trường đại học luật. Và thời điểm đó thì là tham gia văn nghệ rất là nhiều. Tại vì Hiệp biết hát từ nhỏ mà. Cứ hát từ lúc mà mẫu giáo cho đến lớn, cho đến bây giờ. Là tham gia nhà thiếu nhi à? Dạ. À. Rồi xong rồi khi mà chương trình văn nghệ sinh viên thì là tham gia thi tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn thành, rồi tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc. Cũng đã từng lấy huy chương vàng tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp và giải nhất tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn thành. À, như vậy thì có vẻ như là ngay cả trong cái thời đôi mươi đó thì tên tuổi của Thái Thanh Hiệp cũng là một cái tên lẫy lừng rồi. Dạ, trong cái thời điểm đó thì giới sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thì biết Hiệp rất là nhiều. Vì sao mà mình không gắn bó luôn với âm nhạc mà mãi cho tới bây giờ mới được phát hiện lại? Sau khi tốt nghiệp xong thì ba mẹ khuyến khích là thôi, con nên tập trung vào một cái nghề ổn định, đúng với cái ngành con đã học để cho cuộc sống nó ổn định hơn. Thì nghe lời ba mẹ thì đã tạm gác lại hết tất cả mọi thứ về ca hát để mà tập trung vô cái phần mà chuyên môn đã học là tốt nghiệp đại học luật và xin vào Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại phòng công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tại sao mà tới bây giờ thì cái niềm đam mê đó nó lại được đánh thức trở lại? Sau một thời gian làm việc thì khi mà mọi thứ đã ổn định hết rồi, được bạn bè khuyến khích, rồi được chị gái khuyến khích, thì cảm thấy như là mình đã bỏ lỡ một thời gian quá dài cho cái niềm đam mê nó tạm lắng xuống. Khi mà được bạn bè cứ khuyến khích mãi thì cảm thấy trong lòng hình như là cái nỗi đam mê nó thức dậy. Và khi mà được động viên bởi chị gái ruột, chị ruột nữa, thì là mình mạnh dạn đi thi thử tiếng hát nhạc xanh này, xem cái lực của mình, cái giọng hát của mình nó còn cái gì nữa để mà cống hiến cho quý vị hay không. Rồi bây giờ thấy còn cái gì nữa? Sau khi thi thì càng thi thì mình cảm thấy mình còn nhiều quá, mình còn sức lực nhiều quá, mình còn giọng hát. Tại sao mình lại bỏ phí những cái đó để mình cống hiến cho tất cả mọi người? Cho nên Hiệp nghĩ rằng là thôi thì cứ âm nhạc nó không có giới hạn, nó không biên giới. Mình cứ cống hiến được hết bao nhiêu thì mình cứ cống hiến. Bài ca gửi đón anh ta.
ta vừa theo dõi những cái trích đoạn của đêm thi chung cuộc tiếng hát mãi xanh. Trong đó thì phần thi thứ hai thì mỗi một thí sinh của chúng ta sẽ song ca cùng với một ca sĩ khách mời là ca sĩ chuyên nghiệp. Cái cảm giác mà khi mà mình đứng chung một sân khấu, mình cùng thể hiện chung một bài hát với một ca sĩ nổi tiếng nữa, thì cái cảm giác đó như thế nào ạ? Mời bác Vá ạ. Riêng mình hát đơn ca một mình thì không nói gì rồi, từ biên từ dựng, nhưng mình được hát chung với ca sĩ chuyên nghiệp, mình cảm thấy nó lại nâng cái tầm cao về vấn đề âm nhạc của mình, âm nhạc của mình. Rồi bên cạnh đó thì ca sĩ lúc nào họ cũng đồng viên mình trước khi vào hát. Thứ hai là ở hát với ca sĩ thì từ cái nhịp điệu, từ cái luyến lấy ra cái mình hòa nhịp với ca sĩ chuyên nghiệp, đâm ra mình chật đi, chân chạc với cái luyến lấy ngân nga của mình. Dạ. Còn chị Thúy thì sao ạ? Khi được bác Thúy chết cho Thúy hát chung với là Mỹ Linh, đó là cái điều dự. Khi hát với Linh thì có một cái tự tin, tại vì Linh nó hỗ trợ cái tuổi với nhạc bè. Nhạc bè rất là, khi hai chị em tập nhau rất là ăn ý và nó có cái hiệu quả tốt về bài hát đó. Và cũng là hát chung với một cái diva như vậy, đó là cái điều mà mình dự. Cũng là một cái ước mơ của chị. Cái cảm giác của Hiệp thì có lẽ chắc khác ha, tại vì Hiệp với Dũng từng là bạn bè với nhau từ xưa rồi. Cảm giác của Hiệp thì rất là vui và cảm thấy rất là xúc động khi bao nhiêu kỷ niệm từ thời sinh viên nó ùa về. Cái cảm giác khi mà đứng cùng với người bạn lâu lắm rồi mình mới được đứng chung một sân khấu, cảm giác nó khó tả lắm. Thật sự vừa xúc động vừa hạnh phúc mà vừa rất là vui vẻ. Và quả thật thì lên sân khấu khán giả không có cảm thấy một khoảng cách nào. Khán giả đang cũng có cái cảm giác là hai người bạn đang đứng cùng hát với nhau. Và có lẽ điều đó cũng là tạo một số cái thuận lợi cho Hiệp, phải không nào? Và thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê được gắn bó với âm nhạc, với ca hát đã được thỏa sức phần nào qua Tiếng Hát Mãi Xanh 2012. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc sống hiện tại của mỗi người như thế nào. Quý vị và các bạn cùng tiếp tục chia sẻ nhé. Cho tới bây giờ thì với Tiếng Hát Mãi Xanh thì bác đã được thỏa cái niềm mơ ước cả một chặng thời gian dài bị đè nén của bác rồi. Vậy thì cái cuộc sống hiện tại của bác bây giờ như thế nào? Bác có thể chia sẻ với mọi người không? Những cái điều mà gọi là ngoài âm nhạc á. Tất nhiên là sau khi mà Tiếng Hát Mãi Xanh đã đem lại cho tôi có một cái niềm vui lâng lâng, có một tâm hồn đam mê về ca hát nó lại tăng thêm nữa. Và từ chỗ đó cho nên ngoài công việc ở cơ quan xong thì về nhà mình tập trung lo công việc nhà, phụ với bà xã một chút. Thì thỉnh thoảng cũng ngồi tích tịch tình tan, nó có là giải khuây trong đầu óc. Thành tự tư tưởng tôi lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Dạ vâng. Thì cái công việc của bác ở hội người cao tuổi của phường và làm công tác đảng, công tác quần chúng thì nó cụ thể như thế nào? Bác có thể chia sẻ với khán giả không? Mọi người cũng đang thắc mắc lắm. Nói chung là tôi thì là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc quận 7. Về phường thì tôi là cũng thành viên Mặt trận của phường, vừa là chủ tịch hội người cao tuổi. Và như vậy thì sau Tiếng Hát Mãi Xanh thì hình như là gọi là tiếng nói của bác sẽ còn có uy tín nhiều hơn nữa, đúng không? Nói chung là sau khi thời gian mà tập dượt ở đài về thì có một buổi đó vào trong hội trường với quận để họp thì hầu như đa số mọi người cứ kêu ông Sáu Giá Tiếng Hát Mãi Xanh tới, vui vẻ cố gắng hát lên nha. Bác có biết là bác cũng đang là một cái hình ảnh gần như là đại diện cho cả một cái thế hệ của bác hay không? Là một cái niềm tự hào của cả một cái lứa tuổi của bác hay không? Tôi rất tự hào. Tự hào là bởi vì mình đi hát thế này mà với cái tuổi mình là tuổi là đại diện cho hội người cao tuổi của phường gần 1.000 con người ta. Thành tựu mình cũng rất là phấn khởi. Và bác có một cái điều gì đó, một cái thông điệp gì đó nói với những cái khán giả cao tuổi của Đời Vẫn Đẹp Sao? Và có phải là một cái điều gì đó để cho mình phải tự ti với lớp trẻ hay không hả bác? Tôi muốn nói, gửi một thông điệp. Tất nhiên tất cả cái lứa tuổi cao tuổi như mình, như tôi chẳng hạn, thì chúng ta vẫn tự tin, đừng nghĩ rằng chúng ta già. Chúng ta vẫn có đam mê, vì âm nhạc sẽ giải quyết cho chúng ta những cái gì phiền buồn nhất để trở thành một con người lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội và gia đình. Thì suy nghĩ là rất là hay và rất là ý nghĩa khi mà Đài Truyền Hình đã sáng lập ra cái chương trình Hát Mãi Xanh như thế này. Chương trình này đã giúp sức chấp cánh ước mơ của Thủy đi vào cái âm nhạc mình ấp ủ từ hồi còn trẻ tới bây giờ. Và cuộc sống riêng của Thủy với vai trò là một người mẹ, một bà ngoại trẻ thì như thế nào? Chị có thể chia sẻ với khán giả được không? Với vai trò hiện tại thì vừa là một người mẹ, vừa là bà ngoại,
thì cũng cần có, cũng có sự hỗ trợ của các con, cũng như là nhất là cha của Thủy ngày xưa mà đã biết là Thủy bị gián đoạn về cái âm nhạc đó, buồn cho tới bây giờ, buồn lắm. Ông không có quan niệm là sướng ca vô loài hả chị? Ông không quan niệm, nhưng mà ngày xưa chính vì vậy mà ông hờn giận, ông hờn giận tới bây giờ. Cho nên là bây giờ khi mà cô con gái đầu lòng đã quay trở lại và đã chiến thắng một cái giải thưởng cũng rất là vinh dự ở Tiếng Hát Mãi Xanh, thì có lẽ người vui nhất là ông ngoại. Đúng rồi. Yeah. Và như vậy thì những cái công việc nó như thế nào để chị có thể sắp xếp để sau này mình vừa có thể chu toàn tiếp tục cái việc lo lắng cho con, cho cháu và có thể tiếp tục vẫn có thể cống hiến được với âm nhạc. Thì đến bây giờ thì khi mà Thủy được đơn thi thì cũng không cho âm nhạc hay. Tại vì nói trước bước không tới đó, đi khi mà được vào chung kết thì mới báo cho ba hay, thì ổng giống như là rơi nước mắt nè. Mừng lắm. Thủy nói bây giờ giống như Thủy cũng muốn khóc vậy đó. Thì cũng nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ để mà đón cháu về đó, cũng giúp Thủy trong thời gian mà Thủy tập luyện cũng như là tròn vẹn của đường cuối. Đó thì đó là ơn nghĩa có bà mẹ. Còn sắp tới đây thì có những cái đơn vị hay là những cái phòng trà ca nhạc có cái chủ ý mời Thủy, thì nói chung cũng nhờ anh chị và cha mẹ hỗ trợ cho Thủy vấn đề đó. Cái hôm mà ekip tới nhà quay thì mọi người cứ nói đùa là hai cái cục cháu cưng, cháu ngoại của chị Thủy quả là hai cái điểm may mắn tới, đem may mắn tới cho bà ngoại. Bây giờ đã làm hơn một tháng kể từ cái ngày mà ekip được nhìn thấy các cháu, thì chắc hôm nay các cháu cũng lớn nhiều rồi hả chị? Cảm ơn Quỳnh Hương cũng như là ba tổ chức của đoàn truyền hình. Thì hôm nay là hai cháu cũng đã lớn, là cũng bù bẩm ra, cũng rất là dễ thương. Cũng như là Hương nói là đó cũng là cái điều may mắn lớn cho Thủy. Công việc của Hiệp là với cái vai trò là một công chứng viên nhà nước như thế nào? Có nghĩa là khán giả khi mà họ thấy Hiệp hóa thân thành những cái nhân vật khác nhau trong từng cái ca khúc thì họ cũng không tưởng tượng nổi là cái anh này với cái anh công chứng viên nhà nước ngồi nghiêm túc ở sau cái bàn giấy kia là một người. Công việc đó nó cụ thể như thế nào? Công việc của một công chứng viên hàng ngày là người dân sẽ đến yêu cầu phòng công chứng sẽ chứng nhận một cái hợp đồng và giao dịch nào đó có liên quan đến công việc của họ, thì Hiệp sẽ coi hết toàn bộ hồ sơ pháp lý, nếu mà đã phù hợp với tất cả quy định pháp luật rồi thì mình sẽ chứng cho họ để họ lấy cái hợp đồng, cái giao dịch đó để phục vụ cho công việc cá nhân của họ. Rồi cái công việc đó thật sự mà nói thì nó là một cái công việc không có dễ dàng. Nhưng mà Hiệp có thấy rằng nó hơi bị quá bình ổn so với một người nghệ sĩ ở trong lòng như Hiệp không? Cái công việc của Hiệp thường ngày thì cứ đến cơ quan làm việc, sau đó hết giờ làm rồi mình sẽ về và mình làm những công việc riêng của mình. Nó cũng bình thường, nó êm đềm trôi qua. Do đó thì sau một thời gian mọi thứ đã ổn định rồi thì cái niềm đam mê làm như nó muốn cháy bỏng lại trở lại. Nếu như trước đây khi ta còn trẻ hơn, ta sẽ không nghĩ tới điều đó là quan trọng. Nhưng tới ở một cái độ tuổi là 36, 37 tuổi, Hiệp nghĩ rằng đã đến lúc mình phải sống thật với là cái đam mê của con người của mình thì sao? Có phải là một lý do không? Thực đó cũng là một lý do lớn, và Hiệp nghĩ rằng là ở cái độ tuổi này làm như càng hát, cái độ chín mùi nó càng tới hơn là cái thời điểm mình còn 18-20. Thật sự với một bài hát đó, lúc 18-20 mình sẽ hát khác, nhưng bây giờ khi đã ở cái tuổi này và đã từng trải được cuộc sống thì mình sẽ hát một cách khác, nó sâu sắc và tình cảm hơn rất là nhiều. Nếu mà nói về một cái điều gì đó mà bác rất thích được làm trong một ngày bình thường của bác thì bác thích làm cái gì nhất? Một ngày thích làm công việc bình thường là sau khi rảnh rỗi công việc thì chăm sóc phụ huynh bà xã, công việc nhà, dạy dỗ các con cháu. Rất hạnh phúc cho một người phụ nữ bình thường là được chăm sóc con và cháu của mình. Tuy là con mình đều có cái tư riêng đó hết, nhưng cái hạnh phúc là được thăm cháu, được chăm lo một cái ấm gia đình, đó là điều hạnh phúc của một người phụ nữ Việt Nam. Sau một ngày bình thường khi đã làm việc xong thì Hiệp muốn công việc của Hiệp sẽ mang lời ca tiếng hát của mình đến gần với tất cả quý vị khán giả hơn nữa. Có nghĩa là cái điều yêu thích nhất của Hiệp được làm chính là được hát. Dạ, được hát, được cống hiến cái tiếng hát của mình cho tất cả quý vị khán giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quả là những sự góp giọng rất là đáng yêu phải không ạ? Và sau những tháng ngày đắm đuối được sống cùng với âm nhạc qua tiếng hát Bãi Xanh 2012 thì không biết là bây giờ các kế hoạch để mình có thể tiếp tục vẫn gắn bó với ca hát sau khi tiếng hát Bãi Xanh khép lại của mỗi người như thế nào ạ? Hiệp có thể chia sẻ được không? Sau khi tiếng hát Bãi Xanh khép lại thì Hiệp cũng ấp ủ nhiều cái kế hoạch để mà cho cái sự nghiệp ca hát của mình sau này. Ví dụ như là một số những cái lời mời tham gia các hoạt động âm nhạc có chưa? Sau khi mà đã vừa đoạt giải trong tiếng hát Bãi Xanh thì cũng có một số lời mời của các đơn vị tổ chức âm nhạc họ mời tham gia chương trình ca nhạc cho họ. Và Hiệp sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để hoàn thành tốt cái việc ca hát của mình khi mà được mời. Có một lúc nào đó buộc phải chọn lựa giữa công việc thực tế là một công chứng viên và một ca sĩ thực sự thì có bao giờ mà Hiệp nghĩ rằng Hiệp sẽ phải chọn một trong hai không? Thật sự cái sự lựa chọn rất là khó. Bây giờ nghĩ một điều rằng là Hiệp sẽ cố gắng thực hiện tốt hai công việc của mình. Vẫn là công việc của một công chứng viên phục vụ cho nhân dân và vẫn là một công việc của một người ca sĩ đem tiếng hát của mình phục vụ cho tất cả mọi người. Cũng là phục vụ cho nhân dân. Cũng là dạ. Thế còn chị Thủy ạ, ước mơ của chị và những kế hoạch thì nó sẽ như thế nào? Sau khi mà tiếng hát Bãi Xanh đã chấm dứt thì sẽ có những cái lời mời thì mình sẽ sắp xếp để mà thực hiện những cái ước mơ của Thủy. Tuy ở cái tuổi 54 này đối với âm nhạc thì tôi nghĩ là nó là vô tận. Dạ. Vì là ở trung niên thì cũng đã muộn nhưng mà tôi thấy là chưa muộn. Bác Vá ơi, nhiệm vụ của bác Vá thì Quỳnh Hương hiểu là bác rất là tất bật với các lịch công tác ở phường với vai trò là chủ tịch của hội người cao tuổi của phường. Thế nhưng mà bác có nghĩ rằng là mình có đủ sức khỏe và đủ đam mê để mình tiếp tục mình gắn bó với việc ca hát không bác? Riêng tôi thì vẫn duy trì cái công việc ở phường do tổ chức bố trí. Tuy nhiên bởi vì cũng hạn chế về tuổi tác nhưng mà vì đam mê âm nhạc thì hiện nay có một hai đơn vị cũng ngại là có thể là xây dựng chương trình là sẽ mời đi hát, thứ nhất là trong văn nghệ quần chúng. Sau đó nếu có một chương trình nào mà họ biết mình hát những cái thể nhạc như vậy, nếu có yêu cầu họ có mời mình đi hát thì cũng nên tham gia để cho đời xanh. Có ai nghĩ rằng là mình sẽ ra một cái đĩa không? Đã bao giờ có ai nghĩ là mình sẽ ra một cái đĩa không chị? Sau cuộc thi tiếng hát Bãi Xanh này chắc chắn Hiệp sẽ cố gắng hết sức để thực hiện một cái CD trong thời gian ngắn nhất để đem lời ca tiếng hát mình đến gần với quý vị khán giả hơn. Ở cái mục tôi và âm nhạc thì mỗi người sẽ được quyền chọn lại một cái đoạn bài hát mà mình đã thể hiện qua mà mình cảm thấy rất là tâm đắc để gửi làm món quà nhạc gửi cho khán giả của Đài Vẫn Đẹp Sao. Thì theo các bác và anh chị thì là mình sẽ chọn bài gì hả bác Vá? Tôi thì sẽ chọn bài Lệ Đã, vì bài hát đó tôi trình bày trong cái đêm chung kết đầu tiên là rất được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Chị Thủy sẽ muốn chọn bài nào? Riêng Thủy thì chọn bài Điệu Bộ Phương Nam. Tại vì nó có một cái làn điệu của Nam Bộ và nó tình cảm nó nhai nhít. Thì sẽ chọn bài ngày hôm đó chị biểu diễn cũng rất là thành công. Dạ, còn Hiệp có quá nhiều bằng bài để Hiệp chọn lựa đúng không? Dạ, có rất nhiều bài, tuy nhiên thì sẽ chọn một cái bài hát mà Hiệp đã thể hiện trong đêm chung kết cuối cùng, đó là bài hát Mình Ơi của nhạc sĩ Minh Vi. Vì qua rất là nhiều người nghe nói lại thì là thương cái anh chàng nông dân chân chất trong cái bài Mình Ơi đó, nên Hiệp sẽ chọn bài được điểm à, được điểm nhờ ảnh mặc đồ bộ đồ bà ba ảnh đi ra sân khấu phải không? Vậy thì mời quý vị cùng thưởng thức những món quà nhạc đáng yêu mà các gương mặt Nhật Bản tiếng hát Bãi Xanh 2012 gửi đến cho quý vị nha. Tình yêu đã vô cánh rồi là hoa rót mật cho đời chặt chiều kỷ niệm chỉ ba em nhớ gì không em ơi màu áo thiên thân thơ ngây ngày
phút trong mưa mưa bay dạt đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc như buổi em và màu mắt biếc suối hẹn hò trắng anh đầu nó cuồng sao sang sông sao đã su lòng bay về bạc liêu cuồng sao bay theo bay về trà vinh cuồng sao bay qua đời Cảm ơn bác Dương Văn Vá, chị Thu Thủy và anh Thái Thanh Hiệp đã cùng chia sẻ những cái điều rất là thú vị với khán giả của Đời Vẫn Đẹp Sao qua chương trình ngày hôm nay. Và cũng rất là mong rằng là với những cái niềm vui mà chúng ta đã có được từ cuộc thi á, thì cả nhà chúng ta sẽ cùng cố gắng để hơn nữa tự tạo cho mình những cơ hội và có thêm được những cơ hội từ phía bên ngoài để mình được tiếp tục gắn bó với cái niềm đam mê của mình ngay cả sau khi cuộc thi khép lại. Cảm ơn bác Vá, cảm ơn chị Thủy và Thái Thanh Hiệp cũng đã sắp xếp tham gia được chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, số tiếp theo Đời Vẫn Đẹp Sao sẽ tiếp tục gửi đến quý vị cuộc trò chuyện với 6 thí sinh đạt giải nhì và giải ba của Tiếng Hát Mãi Xanh 2012 với cô Ngọc Thanh, Hỷ Nhi 75 tuổi của mùa giải năm nay, cô Nguyễn Thị Nguyệt, cô Rơ Xe Đạp có chất giọng rất mềm mại, chị Kim Thoa, người phụ nữ Hòn Vọng Phu có chất giọng đặc biệt đến từ Nha Trang, anh Dương Xuân Chánh rừng rực ngọn lửa cao nguyên, chị Ngọc Mỹ nồng nàn tình ca cho em và Trang Mai Hương da diết mơ về nơi xa lắm. Và quý vị và các bạn có biết không rằng bên cạnh loạt chương trình Đời Vẫn Đẹp Sao thì cả 9 thí sinh của chung kết Tiếng Hát Mãi Xanh 2012 sẽ cùng nhau góp mặt như là ca sĩ chính của số phát sóng đặc biệt của chương trình Còn Mãi Với Thời Gian của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh số thứ 9 với chủ đề là Còn Mãi Với Thời Gian qua những giọng ca Tiếng Hát Mãi Xanh 2012. Chương trình được phát sóng thành hai phần cùng khung giờ của Đời Vẫn Đẹp Sao chỉ có cách tuần thôi. Có nghĩa là phần 1 sẽ lên sóng vào lúc 16 giờ thứ bảy tuần sau cũng trên HTV7. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nha. Đến đây thì chương trình Đời Vẫn Đẹp Sao của số này xin được khép lại. Quỳnh Hương rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào giờ phát sóng tuần sau cũng vào lúc 16 giờ thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hát cho đời vui, hát cho bàn tay đưa thay thật xa. Đừng bao lâu ta nhớ đây nè. Một tình yêu cháy bỏng cho tim, niềm khao khát được hát, được sống.